câu 15 đáp án B à. Trừ vô cùng vài các trị sorry à, trừ vô cùng cho đến log 2 năm và tiếp theo câu tới câu 15. Thì câu 15 này người ta hỏi là hàm số nào nghịch biến trên khoảng 0 đến cộng vô cùng. Thì những hàm số này nó xuất hiện thì hơi khó, thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ cứ thế. Thế nha, mình sẽ lấy cái giá trị là càng 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 đồng biến x càng tăng thì y càng giảm. Thì xét xét hết tất cả với tạ x bằng 1 và tạ x bằng 2 thì mình thấy là cái này nè xuất hiện nghịch biến. Bởi vì là hàm số y y này nè tạ x bằng 2 là bé hơn y này tạ x bằng 1 thì mình chỉ có một giá trị d. Cái này bấm máy tính tính ra nhanh hơn nhé. Rồi, tiếp theo là mình có câu 16, mình giải nhanh. Câu 16 là trong không gian Oxyz và vector nào dưới đây vector pháp tuyến của mặt phẳng Oxy. Mình biết một mặt phẳng như thế này. Vẽ chết ra cho nó góc vuông nhé. Ô. Thì đương nhiên là sẽ có một trục gì? Oxyz sẽ vuông góc với lại cả Ox và Oy. Thì trục Oxyz này thì tức là ứng với những cái thằng nào mà có cái tọa độ là z thôi, mà hai thằng kia tọa độ là bằng không bởi vì nó vuông góc rồi, thì chỉ có mỗi trường hợp này thôi là cái này là vector pháp tuyến của nó vuông góc với mặt phẳng Oxy. Rồi câu 17, cho một hàm số này đạo hàm số điểm cực trị của hàm số là cho. Nhìn thẳng vào đây thì mình thấy được là hàm số cực trị của hàm số thì sẽ khiến cho gì? Đạo hàm bậc nhất của nó bằng 0. Bằng 0 thì mình có nghiệm x bằng -1 và x bằng 1. Thì có gì? Có hai điểm cực trị thôi. Khiến cho đạo hàm của nó bằng 0, đạo hàm tại điểm nó bằng 0. Rồi, tiếp theo câu 18 là nếu fx này gx này thì okay, đơn giản khoảng giá trị từ 1 đến 2. Thì cứ lấy trừ cho nhau thôi, 3 trừ cho 5 bằng -2. Đáp án B. Câu 19 tiếp theo. Câu 19 này thì cái này là -1 đến 2 cận từ -1 đến 2 có fx dx bằng 3 thì cận ngược lại -1 đến 2 fx dx bằng mấy? Thì lúc này á đây -1 2 fx dx này sẽ bằng một cái trừ bên ngoài để nghịch đảo nó nha, trừ nghịch đảo cái cận lại fx dx. Rồi nhớ nhá, lúc nào có dấu trừ đây thì nghiệm của mình bằng mấy? Lúc này bằng -3. Rồi tiếp theo, cho khối chóp diện tích đáy chiều cao. Ok, hồi nãy mình có nói rồi, diện tích khối chóp hoặc là khối chóp đa giác, khối chóp tứ giác hoặc tam giác, đấy là tam giác tứ giác, thì mình cứ thể tích mình lấy 1/3 đáy nhân chiều cao thôi, đáy nhân chiều cao 1/3 đáy nhân chiều cao thì 7 × 9 bằng 9 số 3 chia cho 3 được 21 đáy chiều cao chia 3. Tiếp theo là câu số phức. Người ta mới hỏi câu số phức này. Cho số phức này và số phức A z1 cộng z2. Ok, đơn giản cộng z1 cộng z2 vào thôi. Cộng lại thì mình sẽ có gì? -3 -2 đúng không ạ? -3 -2 đang đi. Rồi. Câu 20 nhé. Có 20 cho hình nón có băng kính đáy R chiều cao H độ dài đường sinh, khẳng định nào sau đây? Ok, cứ vẽ cái nón ra. Mình có cái nón vậy nhá. Rồi, đường sinh của nó là chính là đường của cái nón này. Mình có đường H. Mình có bán kính đáy nhỏ là R, R nhỏ. Rồi, chiều cao khẳng định nào sau đây thì L là chính là gì ạ? L cắt ra thì L chính là cạnh huyền của một tam giác vuông bình thường thôi. L sẽ bằng phương thức Pythagore. Rồi, nó đơn giản à. Rồi.
Có bao nhiêu cách rồi câu 23, có bao nhiêu cách học sinh xếp năm học sinh vào ngồi một dãy ghế sao cho mỗi dãy ghế có đúng một học sinh ngồi. Câu này cũng câu sắp xếp theo thứ tự. Ok, nếu mà sắp thì chỗ thứ nhất sẽ có gì? Năm cách chọn, năm em. Năm cách chọn, chỗ thứ hai sau khi chọn rồi thì chỉ còn bốn cách thôi. Chọn được bốn em còn lại thôi. Tiếp theo là còn ba em, hai em, còn một em, 1 2 3 4 5, năm vị trí đúng vừa. Thì sao ạ? Đây là số cách chọn nè, 5 nhân vào thì mình được gì? 5 4 20, 20 40 40 30 40, 120. Rồi. Câu B 120. Tiếp theo câu 24 nhé. Và đây là câu đơn giản, mình có thể làm dễ. Hàm số này là nguyên hàm của hàm số nào sau đây? Tức là sao? Là mình họ cho nguyên hàm rồi, người ta hỏi là đạo hàm của cái hàm này là hàm số nào? Đó, câu ý là câu đề người ta hỏi như vậy, lắc léo à. Thì tức là mình đi đạo hàm nó thôi. Đạo hàm này là E mũ U à. Hàm hộp này đúng không? Hàm hộp này á thì mình đạo hàm thôi sẽ bằng gì? F của x đạo hàm đó. F của x đạo hàm sẽ bằng E mũ U đạo hàm. Mà E mũ U đạo hàm là bằng gì? U phẩy nhân x trên cho E. E đạo hàm theo U. Thì cũng là U phẩy theo x thì là gì à? Là 2x đạo hàm là còn 2 cho E. E mũ U. Bởi vì E nó đạo hàm theo U thì vẫn giữ nguyên thôi. 2x. Đáp này. Okay. Tiếp theo câu 25 nhé. Câu 25. Rồi mình câu 25. Câu 25 cái hàm số này có đồ thị đường cong, số điểm giao điểm của đồ thị đã cho và trục tung. Trục tung nhé, tung hoành, tung bay lên, tung lên. Ok. Tung. Rồi mình thấy là đồ thị này cắt trục tung là chỉ có một điểm này thôi, điểm nhất thôi. Hai cái tiệm cận này có cắt nhé. Tiệm cận này có cắt. Nhưng mà tiệm cận này là không phải là đồ thị, tiệm cận này là chỉ là giá trị để người ta xét xem cái giới hạn nó gần sát cái đường tiệm cận này, nó lúc nào cũng tiệm cận nhưng nó không có bao giờ cắt. Và hai cái đường tiệm cận này là không phải là đồ thị hàm số của đường này. Ok, vậy thì cắt trục tung tại vì chỉ có một giá trị thôi. Là câu này. Tiếp theo câu 26. Cho hình trụ bán kính đáy R, diện tích xung quanh S chiều cao hình trụ. Rồi, cái này thì mình sẽ liên tưởng nha. Những kiểu một cái hình hộp lon trụ như vậy. Lon cái lon sữa bò. Khi mình cắt dọc ha. Cắt dọc và mình mở nó ra thì mình có được gì? Một hình hộp chữ nhật vậy. Một hình hộp chữ nhật vậy. Mở dài ra đúng không? Thì cái này là sẽ chính là chiều cao H. Còn cái đường này là gì ạ? Đường này là chính là cái bán kính chính là cái đáy của nó mở ra. Mở ra thì là gì ạ? Là chu vi. Chu vi của đường tròn. Bởi vì cả đường tròn này là mở ra thì chính là chu vi. Thì người ta cho là diện tích xung quanh là bằng S rồi. Thì lúc này diện tích xung quanh của cái hình trụ này chính là bằng diện tích của cái hình chữ nhật này nè. Khi mà mình cắt ra mình mở ra thì là bằng gì á? Bằng C nhân cho H. C chính là chu vi của đường tròn. Chu vi đường tròn là gì? 2πr cho H. Vậy mình suy ra được H là gì ạ? H sẽ bằng là S chia cho 2πr. S chia cho 2πr là câu này. Rồi, câu 27 là một câu về cấp số cộng. Cấp số cộng thì mình có công thức nhé. Mình có công thức là UN sẽ bằng U tại giá trị 1 đó, cộng cho cái cấp số N trừ 1 nhân cho D. Ví dụ như là tại cấp số 9 đi thì lại là 9 trừ 1 là 8 nhân cho D.
D là cái khoảng nó chênh lệch để nó tăng lên từng cấp số. Thì cũng này hai may quá, hai cái số của mình là hai số liên tiếp nhau 1 và 2, thì mình là chỉ cần sao lấy cái 7 trừ cho 3 thôi là mình tìm được cái công sai của nó thôi, là 7 trừ 3 mấy 4. Còn nếu như mà đây là u tăng lên u8 u9 hoặc là u7 gì đó thì mình phải thấy vào công thức này. Rồi số phức này dễ, phần ảo thì cứ thực ảo cứ tiếp tục thế thôi. Phần ảo, người ta hỏi phần ảo thì những cái số nhân trợ y thôi, là câu A. Rồi câu 29, cho số phức này phần thực của số phức y, số phức 1 trừ y nhân cho số phức đối bằng. Rồi ok, cái này mình sẽ giải ra giấy nha. 1 trừ y nhân cho số phức đối, mà mình có gì ạ? Số phức đối thì chính là bằng số phức bình thường mà nó ngược dấu thôi, là bằng 3 cộng y. Rồi nay 3 trừ y thì mình đối của nó là bằng 3, 3 trừ y thì đối của nó là 3 cộng y. Ok, mình nhân vào 3 nhé, 3. Rồi mình gộp vào những số này nè, trừ là trừ y bình phương đúng không, trừ y bình phương, trừ y bình phương với cộng, trừ y bình phương là bằng cộng 1, với y bình phương 1 trừ 1 trừ với trừ bình cộng, 3 cộng 1 là 4. Rồi tiếp theo là gì ạ? Trừ 3y với lại 1y là trừ 2y. Rồi đây người ta hỏi chi? Người ta hỏi là phần thực, okay, thực ảo, thực của nó thì ok, thực của nó chính là vẫn là cái này, có 29a. Số của mình nó là 4 trừ 2y. Rồi tiếp theo câu 30. Câu 30 cho hình lập phương này, hình như này, góc giữa đường thẳng CD và AB phẩy. CD này, AB phẩy. Thì đường thẳng CD thì CD song song với đường thẳng AB rồi, nằm cùng một phẳng, đồng phẳng. Thì chính là góc của nó là góc này luôn này. Góc này mà hình lập phương thì các cạnh bên của nó là hình vuông. Góc của đường chéo hình vuông thì gì ạ? 45 độ. D. Rồi, câu 31. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông. Hình vuông này. Rồi. Bây giờ mình sẽ giải 31.